đây đây nè, có một cái tàu đứng trên phà, có một cái tàu nó chạy khẩm dễ sợ nè. Tàu này giống như chở dầu quá không. Đó, chạy nhanh ghê không, phà của mình là nó đang chạy rồi đó. Đây cái phà này. Dễ sợ luôn. Đây là những chuyến phà cuối cùng, những chuyến phà rất là hiếm hoi, là cũng sắp là nối con cầu này, là cái phà này sẽ không còn nữa. Đó, cái cầu này đỡ về ra đây được. Đó. Đó, cái phà kia là cái cầu. Cái cầu này không biết là có bắt qua bên Cần Giờ không. Cái cầu này nghe nói là cái cầu mà đi qua Long Thành chứ không phải qua Cần Giờ. Mọi cầu Cần Giờ thì chưa có. Đây nhìn view rất là đẹp. Đó, mấy cái tàu kìa.